Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tấn Phước, 32 tuổi, trú tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Theo cơ quan công an, Phước từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, lợi dụng thời điểm nửa đêm hoặc về sáng, thấy nhà dân sơ hở quên khóa cửa tầng cao thì đột nhập trộm cắp tài sản. Đặc biệt, Phước luôn đặt xe công nghệ để đi đến các địa điểm trộm cắp. Từ tháng 9 năm 2024 đến nay, Phước đã thực hiện hơn 14 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Cẩm Lệ với tổng giá trị hơn 250 triệu đồng. Đáng nói có những đêm Phước đã đột nhập vào nhiều nhà dân tại cùng một khu vực. Đến ngày 25 tháng 10, ban chuyên án công an quận Liên Chiểu đã bắt giữ Phước khi vừa thực hiện xong hành vi trộm cắp, thu giữ 4 điện thoại, 1 iPad, 2 đồng hồ nhãn hiệu Tissot